Tỷ phú giàu nhất nước Mỹ dặn con, ở đời, người tiết kiệm khó mà giàu có. Chỉ loại người này mới có thể sở hữu gia tài khổng lồ. Trong thư gửi con trai, tỷ phú Rockefeller khuyên con không nên sống quá tiết kiệm hay chỉ biết tiêu xài, bởi đó là hai loại người khó giàu nhất trên thế giới này. Không chỉ nổi tiếng là doanh nhân Mỹ giàu có nhất mọi thời đại, tỷ phú Rockefeller còn được đánh giá là một người cha tuyệt vời. Bản thân ông tin rằng giáo dục là con đường tốt nhất để con cái trở thành những người có ích cho xã hội và gặt hái được thành công, tiếp nối sự thịnh vượng của gia tộc. Cũng vì thế mà dù bận rộn với công việc kinh doanh, tỷ phú này luôn cố gắng dành thời gian để dạy dỗ và chỉ bảo con cái. Trong suốt cuộc đời mình, vua dầu mỏ đã viết cho con trai tổng cộng 38 lá thư, dặn dò con trai bằng những bài học trong kinh doanh, cuộc sống mà bản thân ông đã từng trải qua và tự mình chiêm nghiệm. Trong một lá thư được viết vào ngày 21 tháng 6 năm 1914 của mình, tỷ phú này đã mượn lời của người bạn, người cộng sự đã khuất là Charles để căn dặn con trai về bài học về sự giàu có. Theo ông, trên đời có hai loại người không thể giàu có. Đó là người sống tiết kiệm và kẻ chỉ biết tiêu xài. Ông khuyên con trai không nên trở thành hai loại người đó. Thay vào đó, ông dặn dò con muốn giàu có thì phải biết đầu tư và sử dụng tiền bạc một cách có ích. Trong thư, có một trích đoạn như sau. Tại một bữa tiệc trưa, ông Charles đã chia sẻ về triết lý kiếm tiền của mình. Ông đã truyền cảm hứng cho mỗi người có mặt ngày hôm đó bằng niềm đam mê giống như một diễn giả rằng có hai loại người trên thế giới sẽ không bao giờ giàu có. Thứ nhất là những kẻ tận hưởng lạc thú trước mắt, thích sống cuộc sống hào nhoáng, như ruồi nhặng bị thu hút bởi mùi thịt hôi, ham đồ xa xỉ, tiêu xài xa hoa, làm mọi cách để có quần áo đẹp, xe hơi đắt tiền, những ngôi nhà sang trọng và những tác phẩm nghệ thuật xa xỉ. Cuộc sống kiểu này tuy hấp dẫn nhưng lại thiếu lý trí. Do những phút giây thiếu cảnh giác như vậy, họ sẽ trở thành nô lệ xe hơi, nô lệ nhà cửa và một khi phá sản thì không thể cứu vãn. Loại người thứ hai, những người thích tiết kiệm, khư khư giữ tiền trong ngân hàng để an toàn. Nhưng làm như vậy không khác gì đóng băng tiền. Bạn phải biết rằng bạn không thể làm giàu bằng cách dựa vào lãi suất. Tuy nhiên, có một loại người sẽ trở nên giàu có, giống như tất cả các bạn ở đây. Chúng ta không tìm cách tiêu tiền, chúng ta tìm cách trau dồi và quản lý tất cả các loại đầu tư, bởi vì chúng ta biết rằng có thể dùng chính sự giàu có để tạo ra nhiều tiền hơn. Chúng ta sẽ đầu tư tiền để tạo ra nhiều của cải hơn. Nhưng chúng ta cũng cần biết rằng mỗi xu đều có giá trị. Như John vẫn luôn làm trong lĩnh vực kinh doanh, hãy làm sao xứng đáng đến từng xu. Ở những lá thư khác, vị tỷ phú này còn gửi gắm con trai mình nhiều bài học ý nghĩa khác để có được sự giàu sang và cả thành công. Tham lam là cần thiết. Vận mệnh của mỗi chúng ta phải do chính chúng ta tạo ra, và những gì con thực sự khao khát thì phải bằng mọi cách có được. Khoảng cách giữa thành công và thất bại là xem ai có lòng tham mạnh mẽ, ai có thể phô diễn hết sức mạnh của mình, nỗ lực hết mình, vượt lên chính mình. Mỗi bước đi của cha đều có sức mạnh của lòng tham. Lòng tham không chỉ cho phép một người phát huy hết khả năng của mình, mà còn buộc người đó phải cống hiến mọi thứ, loại bỏ mọi chướng ngại vật và tiến về phía trước với tốc độ tối đa. Đừng bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Cha thích chiến thắng, nhưng không thích bất chấp tất cả để giành chiến thắng. Chiến thắng bằng mọi giá không phải là chiến thắng. Cạnh tranh bẩn là việc khiến người ta khinh thường. Con có thể giành được chiến thắng một lần, nhưng có thể mất cơ hội chiến thắng những lần tiếp theo trong tương lai. Tuân theo các quy tắc không có nghĩa là quyết tâm giành chiến thắng phải giảm đi, mà có nghĩa là giành chiến thắng một cách quang minh chính đại. Và điều này cũng có nghĩa là việc theo đuổi chiến thắng là công bằng nhưng cũng tàn nhẫn với tất cả những nỗ lực trong khuôn khổ đó. Nên che giấu sự khôn ngoan. Một trong những lời dặn dò kinh điển nhất của vua dầu mỏ Mỹ đó là một kẻ rêu rao về trí thông minh chính là kẻ ngu ngốc, còn người biết giả ngốc mới thật sự thông minh. Ý nghĩa thực sự của việc giả ngốc là trở nên khiêm tốn. Nói cách khác là để che giấu sự thông minh của bạn. Lúa càng chín càng cúi đầu. Qua câu nói này, vị tỷ phú giàu có nhất lịch sử Rockefeller đã dặn các con nên giấu kín sự khôn ngoan. Chớ nên cho thiên hạ biết, bởi càng khoe, đời người càng gặp nhiều sóng gió. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hỗ trợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.